Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Nhận diện sự thật trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý khán giả và các đồng chí, quân đội và công an là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn đoàn kết và gắn bó giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sự đoàn kết phối hợp giữa công an nhân dân và quân đội nhân dân đã trở thành truyền thống, là yêu cầu khách quan, là cội nguồn sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thế nhưng mấy năm gần đây, các thế lực thù địch phản động luôn tìm mọi cách để chia rẽ, phá hoại tình cảm, mối quan hệ khăng khít đó. Vậy những chiêu thức đó là gì? Sự nguy hiểm của những chiêu thức đó ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này, mời quý khán giả và các đồng chí cùng chúng tôi trò chuyện với hai vị khách mời là Thiếu tướng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Hoàng Kiền, Nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh và Thượng tá Phó giáo sư Tiến sĩ Vi Thái Lang, Chủ nhiệm khoa Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học Học viện Chính trị Bộ Công an. Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả. Và trước khi bắt đầu cuộc trao đổi thì mời quý khán giả và các đồng chí chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngay sau đây. Quân đội nhân dân và công an nhân dân là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng và dân tộc, được Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện và tổ chức hoạt động. Ngay từ khi mới ra đời, quân đội và công an đã thể hiện rõ bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn sát cánh, hiệp đồng, chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, tình thế đất nước như ngàn cân treo sợi tóc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội và công an đã kề vai sát cánh, trấn áp kẻ thù, bóc gỡ nhiều ổ nhóm phản cách mạng, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, bảo vệ chính quyền non trẻ và thành quả cách mạng của nhân dân. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, sự phối hợp giữa quân đội và công an được thể hiện thường xuyên chặt chẽ trên nhiều mặt trận, lĩnh vực, đã bảo vệ an toàn chính trị nội bộ, giữ vững an ninh chính trị ở căn cứ địa Việt Bắc và vùng mới giải phóng, trao đổi nắm vững tin tức vùng địch hậu, làm nên chiến công chung của toàn dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quan hệ phối hợp giữa lực lượng quân đội và công an càng được củng cố, tăng cường, đã sát cánh cùng nhau phòng chống địch đột nhập, truy quét bóc gỡ các phần tử và tổ chức phản động chống chiến tranh phá hoại, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự cho miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần đưa sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc ta đến bến bờ thắng lợi. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự đoàn kết phối hợp giữa hai lực lượng càng trở nên chặt chẽ, trở thành nhân tố có tính quy luật, tạo cơ sở vững chắc để quân đội và công an hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Thưa hai vị khách mời, phóng sự vừa rồi đã phác họa đôi nét về mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa quân đội và công an. Qua những nghiên cứu thì theo các đồng chí, tại sao mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng quân đội và công an lại là yêu cầu khách quan tất yếu và là cội nguồn sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc? Xin mời Thượng tá Vi Thái Lang. Có thể nói trải qua cái lịch sử hình thành phát triển của quân đội với công an đã thể hiện rõ nét ở đây. Những thắng lợi mà dân tộc ta giành được trong thời gian vừa rồi là thắng lợi của sự đoàn kết giữa công an với quân đội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự giúp sức của toàn dân trong cái nhiệm vụ này. Vì thế thì trong mọi tình hình, mọi hoàn cảnh thì dứt khoát cái sự đoàn kết giữa quân đội công an vẫn phải là sự đoàn kết mang tính giường cột để làm chỗ dựa cho Đảng, cho dân. Cho nên có thể nói đấy chính là cái quan hệ mang tính tất yếu, không thể rời, giữa quân đội với công an cũng như là giữa Đảng với dân, giữa Đảng với lại lực lượng vũ trang nói chung. Vâng. Vậy còn ý kiến của Thiếu tướng Hoàng Kiền ạ? Qua cái phóng sự vừa xem, và đặc biệt là những năm 80 của thế kỷ 20, sau khi Liên Xô, rồi Đông Âu, các nước chủ nghĩa sụp đổ, thì cái sự chống phá của các cái thù địch, kể cả ngoài nước, trong nước, thì ngày càng quyết liệt, ráo riết, tinh vi và xảo quyệt. Thế thì trước cái tình ấy, thì có thể nói tức là vô cùng khó khăn. Thì dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của Nhà nước, thì hai lực lượng, quân đội công an, thì đã hết sức là nêu cao cái tinh thần cảnh giác, tăng cường đoàn kết đấy, để mà làm tốt cái nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc. Thế rồi khi mà chúng ta thực hiện cái công cuộc đổi mới thì có thể nói tức là rất nhiều thuận lợi nhưng mà cũng rất nhiều cái thách thức, cái khó khăn nó đề cập đến. Thì cái vai trò đoàn kết giữa hai lực lượng thì ngày càng được nâng cao. Thế và chính có cái đoàn kết nâng cao ấy thì mới phá vỡ, họ bỏ được tất cả những âm mưu của các cái thế lực thù địch trong ngoài nước, để mà chúng ta cũng đã góp phần quyết định vào cái việc bảo vệ vững chắc cái an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cái công cuộc xây dựng phát triển nước ta.
Có thể nói là cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị đã lợi dụng triệt để cái môi trường không gian mạng để có thể tuyên truyền xuyên tạc và gây sự chia rẽ mất đoàn kết giữa hai lực lượng quân đội và công an. Những thủ đoạn này đã được chúng thực hiện như thế nào, thưa Thượng tá Vi Thái Lan? Cái không gian mạng là một cái phương tiện mà để các thế lực thù địch hiện nay cũng tận dụng rất triệt để trong việc chống phá cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta. Các thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng ấy thì trước hết là người ta muốn phi chính trị hóa cái lực lượng vũ trang. Thực chất nó là một cái việc làm mà muốn đưa lực lượng vũ trang ra khỏi cái đường lối chính trị, và để rồi lực lượng vũ trang không còn cái đường lối chính trị dẫn đường thì không biết là mình bảo vệ rồi an ninh quốc gia trật tự đang dựa theo cái chủ trương đường lối nào, rồi không đoàn kết được nhiệm vụ, không thống nhất được nhiệm vụ, không có một hành động chung, và như thế sẽ nhanh chóng suy yếu. Thứ hai nữa là chúng dùng các thủ đoạn để chia rẽ giữa công an với quân đội, trong đó đặc biệt là so sánh tương quan lực lượng giữa hai bên, rồi cái nhiệm vụ của các bên, mong muốn là sẽ tạo ra một cái mâu thuẫn bên trong giữa quân đội với công an, làm cho đầu tiên là nghi kỵ giữa các lực lượng, nhưng thứ hai là cũng suy giảm niềm tin của nhân dân vào lực lượng vũ trang, và thứ ba cũng là chính điều đó là dẫn đến cái suy giảm niềm tin của dân với đảng. Ngoài những thủ đoạn mà Thượng tá Vi Thái Lan vừa mới nêu thì Thiếu tướng Hoàng Kiền, đồng chí còn thấy có những thủ đoạn nào khác? Thì vừa qua thì thực hiện nghị quyết Trung 6 khóa 12 ấy, là tinh giảm biên chế, thì Bộ Công an là cái nơi mà đi đầu trong lĩnh vực này. Thế và trong những năm vừa qua, nhất là năm nay phải không, thì cũng đã thực hiện bỏ cấp tổng cục tới 8 tổng cục, rồi điều chỉnh quân số từ công an chính quy ở các cơ quan cấp trên về tới địa phương. Thì tôi cho rằng đây là một cái việc làm là hết sức là đúng đắn và thiết thực, thực hiện nghị quyết Trung 6 khóa 12. Thế thì các cái thế lực phản động thì nó đang là tung lên những cái luận điệu là không đúng, nó xuyên tạc, nó so sánh quân đội với công an, thế rồi nó dùng những cái video clip nó cắt ghép lại vào để mà xuyên tạc. Cái mục đích của nó tức là làm là phi chính trị hóa quân đội công an. Thì chúng ta phải thấy rằng là quân đội và công an thì là hai lực lượng vũ trang nhưng mà chức năng vô khác nhau. Quân đội chức năng chính là sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Thế còn công an chức năng chính, nhiệm vụ chức năng chính là bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thì cái chức năng nhiệm vụ thì nó mới đưa đến cái tổ chức biên chế. Đấy. Và đặc biệt tức là những nước nào mà công an, mà cái đất nước mà nó ổn định chính trị, an ninh trị vào không, thì công an phải giảm đi. Tôi cho rằng nước ta hiện nay mà công an giảm quân số, giảm tổ chức đi, nó thể hiện tức là cái ổn định rất là cao về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thế rồi trong cái thời đại hiện nay và công nghệ thông tin nó phát triển như vậy thì cái việc mà bỏ trung gian đi để mà nó thuận lợi và hiệu quả trong công tác điều hành chỉ huy là rất là hợp lý. Thế và quân đội nhân dân thì cũng đang trong quá trình tức là nghiên cứu chứ không phải không phải không. Nhưng mà quân đội thì nó có chức năng nhiệm vụ khác, nó có các quân binh chủng, có vũ khí trang bị thì nó phải có một cái tổ chức khác với công an, không thể so sánh nhau được phải không? Và hiện nay quân đội cũng đang từng bước một để mà điều chỉnh cái tổ chức biên chế. Thì chúng tôi cũng được biết là những cái chủ trương này của quân đội trung ương, Bộ Quốc phòng đang triển khai. Thì cái việc mà nó so sánh như vậy vào rồi nó cắt ghép rồi nó lồng ghép như vậy là một cái âm mưu rất là xấu xa, nó nhằm phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, quân đội và công an. Thưa quý khán giả và các đồng chí, mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân đội và công an được khẳng định trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Luật Công an Nhân dân, Luật An ninh Quốc gia, Luật Quốc phòng, Luật Biên giới Quốc gia. Đặc biệt là vào ngày 12 tháng 7 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77 về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quân đội và công an cụ thể hóa thành các chỉ thị, thông tư liên tịch giữa hai bộ nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp. Quân đội và công an đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, không để xảy ra bị động bất ngờ. Các cơ quan đơn vị của quân đội, công an đã tích cực chủ động phối hợp nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên các vùng miền địa phương, nhất là các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới đất liền, biển, đảo và các khu công nghiệp có yếu tố nước ngoài. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp tham mưu đề xuất kịp thời với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương giải pháp xử lý hiệu quả các vụ gây rối trật tự an ninh ở một số địa bàn, phát hiện ngăn chặn nhiều vụ mua bán người, vận chuyển ma túy, hàng cấm.
triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm và làm rõ nhiều vụ việc phạm tội có tính chất phức tạp, giải cứu an toàn nhiều người bị hại. Công tác xây dựng lực lượng được hai bộ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả. Trong đó, việc trao đổi đào tạo được tăng cường, góp phần xây dựng đội ngũ chuyên gia về công tác chuyên ngành ở các đơn vị. Đồng thời, hai bộ còn phối hợp trong xây dựng quy hoạch, phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hàng triệu lượt cán bộ, đảng viên, lực lượng bán chuyên trách bảo vệ an ninh. Bên cạnh đó, công an và quân đội cũng chủ động phối hợp và làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Vì sao mà những phần tử chống phá lại vẫn cố tình xuyên tạc mối quan hệ giữa hai lực lượng này và cái sự nguy hiểm của những luận điệu xuyên tạc này ra sao? Xin mời Thiếu tướng Hoàng Kiền ạ. Đúng là cái nhiệm vụ của hai lực lượng vũ trang thì đã được xác định phải không? Trong lãnh đạo của Đảng, rồi trong tất cả các văn bản đều có cả, và ai cũng biết phải không? Cả thế giới biết. Nhưng mà hiện nay thì nó muốn chống phá thì nó phải tìm cách để mà nó xuyên tạc, và nó cũng tạo ra những cái là kích động để bản thân hai lực lượng này, nếu anh không tỉnh táo mà không có cái bản lĩnh thì rồi cán bộ chiến sĩ mà anh nhận thức nó mơ hồ thì dẫn đến tức là cái mất đoàn kết và thiếu niềm tin vào nhau. Đấy, và thiếu niềm tin vào nhau thì có thể nó không tạo thành cái sức mạnh được. Thế mà nó muốn chống phá để mà xóa bỏ Đảng ta, nhà nước, chế độ ta thì nó phải làm suy yếu cả quân đội công an. Nó làm cho hai lực này không đoàn kết với nhau. Thế còn riêng công an, quân đội mà đoàn kết với nhau cũng chắc thì không kẻ thù nào có thể là xóa bỏ chúng ta được. Vậy còn ý kiến của Thượng tá Vi Thái Lan là thế nào ạ? Có thể nói thế này, những cái luận điểm này thì nó gây tác hại nghiêm trọng đến cái chính trị của chúng ta hiện nay. Một mặt là nó chia rẽ như vậy thì dễ đến cái sự hoài nghi, nghi kỵ giữa các lực lượng. Nhưng thứ hai cũng chính là làm suy giảm cái niềm tin của quần chúng nhân dân vào cái lực lượng vũ trang. Thứ ba cũng chính là làm suy giảm cái niềm tin của nhân dân vào cái đường lối lãnh đạo của Đảng. Ngày nay thì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cũng đã đặt ra những yêu cầu mới, rồi thì khái niệm an ninh quốc gia cũng đã được phát triển lên một tầm cao mới. Do vậy mà cái sự phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa hai lực lượng là quân đội và công an cũng sẽ phải nâng lên một tầm cao mới. Có đúng không ạ, thưa đồng chí? Đúng như vậy. Ngày nay thì khái niệm an ninh quốc gia đã được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa. Rồi ngay cả lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng phải đảm bảo an ninh cho chính nó. Có những vấn đề chúng ta bảo vệ Tổ quốc là phải bảo vệ từ rất xa cũng như là từ rất sâu. Nhưng có những vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia cũng phải bảo vệ từ rất xa và rất sâu. Nhất là trong cái bối cảnh cái không gian mạng nó lớn như vậy, các thế lực thù địch hiện nay sử dụng công nghệ cao để tấn công vào an ninh quốc gia, rồi chủ quyền quốc gia và tấn công vào tất cả các lĩnh vực như vậy, thì chỉ có một cái cách duy nhất là quân đội với công an phải nâng tầm cái quan hệ để cùng nhau phối hợp xử lý. Về vấn đề này thì ý kiến của Thiếu tướng Hoàng Kiệt như thế nào ạ? Tôi cũng nhất trí như ý kiến của đồng chí Vi Thái Lan. Hiện nay thì kẻ thù thì nó cũng dùng mọi cách phải không? Để mà nó chống phá chúng ta về các lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Thế rồi là có thể gây ra những cái sự kiện về vấn đề tôn giáo và dân chủ nhân quyền bằng nhiều cái hình thức thủ đoạn đấy, mà nó đã diễn ra nhiều nước trên thế giới hiện nay. Thế rồi nó có thể tức là cũng tạo ra các cái điểm nhạy cảm, điểm nóng, thế và bằng các hình thức nó kích động. Thì trước đây tức là những cái thủ đoạn của nó thì nó có thể thông thường thôi, bây giờ nó phát triển bằng mạng, nó rất là nhanh đấy, thì đều phải lực lượng quân đội cùng công an nắm với nhau để thông tin trao đổi với nhau, cùng phối hợp thì mới giải quyết được tốt vấn đề bảo đảm. Thì thứ nhất bảo đảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nó cũng bảo vệ Tổ quốc trong cái tình hiện nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, xin cảm ơn. Thưa quý khán giả và các đồng chí, từ thực tế cũng như những phân tích lý giải của các vị khách mời đã tiếp tục khẳng định, mối quan hệ phối hợp giữa quân đội và công an tiếp tục là một yêu cầu khách quan, tất yếu, là nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực xấu, hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng. Đồng thời phải kiên định lập trường, xây dựng lực lượng quân đội và công an trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chương trình nhận diện sự thật tuần này xin được dừng lại tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý khán giả truy cập vào trang thông tin điện tử www.qpvn.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau.